Chỉ mới ra mắt được không lâu, bộ phim điện ảnh Cậu Vàng dựa trên các truyện ngắn của cố nhà văn Nam Cao đã thu hút sự chú ý không nhỏ. Trước đó, phim đã vướng phải nhiều lùm xùm, tẩy chay liên quan đến việc nhà sản xuất chọn chú chó đóng chính là giống Shiba của Nhật, đồng thời là việc admin fanpage chính của phim lên tiếng chửi tay đôi với khán giả. Sau khi ra mắt, phim nhận về nhiều luồng dư luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm này mang đến một làng quê Việt Nam sống động và đầy tình cảm. Nhưng một số người khác lại nói Cậu Vàng đã phá vỡ nguyên tác, đồng thời chỉ ra các vấn đề của tác phẩm. Nếu như sau việc đều không tiếc lời khen ngợi bộ phim Cậu Vàng, thì khán giả lại chê và tẩy chay phim rất mạnh mẽ. Nhiều khán giả quyết định không xem phim vì các lùm xùm trước đó, ủng hộ những bài review mang tính chất chê phim. Sau tuần công chiếu đầu tiên, Cậu Vàng được nhà sản xuất khoe lọt top 3 phim hot nhất tuần. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, phim mới chỉ thu về 2 tỷ đồng doanh thu, con số không mấy khả quan. Mới đây Băng Di chia sẻ một bài đăng chúc mừng phim Cậu Vàng lọt top 3 phim hot nhất tuần này. Ngay từ khi nhận lời tham gia, Di không nghĩ phim sẽ được ủng hộ như vậy. Vì phim thuộc dòng phim văn học nghệ thuật, không phải phim giải trí, không có ngôi sao phòng vé, không có yếu tố giật gân gây cấn, không khói lửa hoành tráng như phim hành động. Dòng phim này rất kén người xem. Vậy mà sau một ngày công chiếu, phim đã vào top 3. Cậu Vàng ơi, sau chuyến này, mở ba gửi con chục trứng vịt lộn cho vừa lòng con. Tuy nhiên, nhiều netizen lại để lại bình luận không hài lòng vì phim thay đổi nhiều chi tiết trong tác phẩm gốc của nhà văn Nam Cao. Gây bức xúc nhiều nhất vẫn là đoạn phim sử dụng chú chó Shiba của Nhật để đóng vai Cậu Vàng trong phim, trong khi vòng casting vẫn có nhiều giống chó thuần Việt Nam tham gia. Một bình luận bên vực tổ sản xuất phim Cậu Vàng: không phí tiền đâu, chó nào cũng là chó. Có chắc các bạn sống thời đó mà biết Cậu Vàng là chó ta 100% không ạ? Và được Băng Di đồng tình. Cô bình luận trả lời lại: thực sự thì truyện Lão Hạc cũng là do Nam Cao nghĩ ra, chứ không có thật. Nên tất cả đều là hư cấu ạ. Nhưng khán giả cũng có người thích người ghét, chỉ mong mọi người đến xem để có cái nhìn khác ạ. Bình luận của Băng Di khiến cho cộng đồng người yêu thích tác phẩm văn học nổi tiếng của Nam Cao và bất bình khi Lão Hạc được chuyển thể không theo đúng nguyên tác rất tức giận phẫn nộ. Khán giả vào tận trang cá nhân của Băng Di để ném đá cô vì phát ngôn truyện Lão Hạc do Nam Cao nghĩ ra, không có thật, chỉ là hư cấu. Diễn viên khi nhận vai diễn không tìm hiểu kịch bản tác phẩm văn học à? Cô căn cứ vào đâu mà nói chuyện Lão Hạc là do Nam Cao nghĩ ra vậy? Phim kén người xem nhưng xem ra dễ dãi với người diễn quá nhỉ? Nói xạo sẽ không tốt đâu em. Có thật được ủng hộ như lời đồn không? Cậu Vàng có lẽ là phim dính nhiều lùm xùm của nền điện ảnh Việt Nam đang có mặt tại rạp chiếu phim. Từ ngay dự án mới khởi động, cộng đồng mạng đã bất bình vì đoàn phim sử dụng chó Shiba để đóng vai Cậu Vàng. Đổ thêm dầu vào lửa là cách đáp trả của admin fanpage phim Cậu Vàng khi gặp ý kiến bất bình từ cộng đồng mạng. Đoàn phim bị cho là không tôn trọng khán giả, dẫn tới làn sóng tẩy chay càng dữ dội hơn. Nhiều ngày qua, khán giả vẫn phát động chiến dịch tẩy chay Cậu Vàng triệt để. Từ giáo sư Xoay đến các diễn viên phim, khi lên tiếng kêu gọi người xem ủng hộ đều bị ném đá.